Xin được chào mừng quý vị và các bạn các anh chị đến với kênh Thủy Điện Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn các anh chị về dự án Thủy Điện Hòa Bình mở rộng. Dự án Thủy Điện Hòa Bình mở rộng được khởi công vào ngày 10 tháng 1 năm 2021. Với công trình Thủy Điện Hòa Bình hiện hành, được khởi công xây dựng trên dòng sông Đà vào cuối năm 1979, với công trình đầu mối nhà máy thuộc phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cách công trình Thủy Điện Sơn La gần 220 km về phía hạ du. Tổ máy số 1 bắt đầu vận hành vào cuối năm 1988 và đến cuối năm 1994 đưa toàn bộ 8 tổ máy vào vận hành với tổng công suất là 1.920 MW. Hồ chứa Thủy điện Hòa Bình với dung tích toàn bộ là 9,45 tỷ mét khối, với dung tích hữu ích là 5,6 tỷ mét khối. Điều tiết mùa dòng chảy sông Đà, Thủy điện Hòa Bình thuộc chuỗi các công trình thủy điện bậc thang để điều tiết nước trên dòng sông Đà với các thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, Bản Trác, Hội Quảng. Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Đối với nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, với thiết kế tuyến năng lượng, nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng bao gồm các hạng mục chính như kênh dẫn nước, cửa lấy nước, đường dẫn, đường hầm dẫn nước, các nhà máy thủy điện và kênh xả phía sau nhà máy và xả trở lại dòng sông Đà, trạm phân phối kiểu kín GIS ở thượng lưu nhà máy thủy điện, đường dây dẫn nối 500 km vào hệ thống điện quốc gia. Với công trình dẫn nước đầu vào có tiết diện hình thang dọc bê tông cốt thép với tổng chiều dài là 443,46 m. Công trình cửa lấy nước gồm 4 khoang dẫn vào hai hầm kết cấu bằng bê tông cốt thép kiểu tháp với cao trình là 65 m, cao trình đỉnh là 123 m, cao trình đáy là 62,5 m trên nền đá 2A. Tại mỗi khoang cửa lấy nước có bố trí lưới chắn rác, cửa van sửa chữa và cửa van vận hành có kích thước là 5,75 x 12,5 m, được nâng hạ bằng cầu trục thông qua dầm cặp. Trong điều kiện nước tĩnh, cửa van vận hành có kích thước 5,0 x 12,5 m, đóng mở bằng xi lanh thủy lực với điều kiện là dòng chảy có dòng chảy và che nháp. Công trình đường hầm dẫn nước được bố trí hai đường hầm song song, mỗi hầm dẫn nước cho một tổ máy. Khoảng cách giữa hai tim hầm là 3,6 m. Tiết diện mặt cắt trong hầm dạng hình tròn, đường kính 12,5 m. Với công trình thủy điện, nhà máy thủy điện là kiểu hở đặt trên nền đá đới 2A có kết cấu bằng bê tông cốt thép. Nhà máy có tổng công suất là 2 x 240 MW. Tuabin phăng xít trục đứng, buồng xoắn bằng kim loại. Với công trình kênh xả, kênh dẫn nước của hạ lưu nhà máy có tiết diện hình thang, tổng chiều dài là L bằng 146,23 m với chiều rộng đáy B bằng 46 m. Đường dây đấu nối với hệ thống điện quốc gia, đấu nối với chuyển tiếp transit trên một mạch, đường dây 500 kV Hòa Bình Nho Quan với chiều dài L bằng 0,7 m, cải tạo tuyến 220 kV tuyến 500 kV Hòa Bình Nho Quang để tạo thành cột vượt sông chung với kết hợp với đấu nối với thủy điện Hòa Bình mở rộng. Các thông số của thủy điện Hòa Bình mở rộng như sau: với mực nước dâng bình thường là 117,0 m, mực nước vận hành thấp nhất là 87,0 m, công suất lắp máy 480 MW, số tổ máy là 2, điện lượng trung bình hàng năm là 495,0 triệu MW. Địa điểm xây dựng thuộc bờ phải của thủy điện Hòa Bình hiện hữu, trong đó nhà máy thuộc phường Phương Lâm, cửa lấy nước và kênh thuộc phường Thái Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Hòa Bình. Theo tiến độ của dự án, tổ máy số 1 sẽ đi vào phát điện vào quý 3 năm 2021, tổ máy số 2 sẽ phát điện hoàn thành vào quý 4 năm 2021. Sau khi hoàn thành, hai nhà máy thủy điện Hòa Bình và thủy điện Hòa Bình mở rộng có tổng công suất là 2.400 MW bằng với thủy điện Sơn La, với điện lượng trung bình hàng năm đạt 10,495 tỷ kW. Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng khi đưa vào vận hành sẽ giúp tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia thêm 480 MW, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm của nhà máy vào mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 9 của nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hữu ích, xin vui lòng chia sẻ hoặc đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.